đêm nay là đêm trung thu đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa giành được chủ quyền độc lập tự do từ tay giặc ngoại xâm là thực dân pháp và phát xít nhật anh bộ đội nắm chắc tay súng đứng gác nơi tiền đồn biên giới góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới các em thiếu nhi đang vui đón tết trung thu trăng đêm nay soi sáng trên khắp đất nước quê hương khắp thành phố núi rừng làng mạc yêu quý của các em anh bộ đội nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai các em nhi đồng có quyền mơ tưởng đến một cuộc sống tươi đẹp trong một tương lai không xa chỉ mười mười lăm năm nữa thôi các em sẽ thấy dưới ánh trăng những dòng thác ào ào tuôn chảy làm chạy những chiếc máy phát điện khổng lồ, cờ đỏ sao vàng, phấp phới tung bay trên những con tàu lớn, có sức chở hàng ngàn tấn, băng băng vượt sóng gió đại dương, trăng soi sáng, những ống khói nhà máy cao vút, sừng sững giữa trời, trăng dài ánh vàng, trên những cánh đồng lúa chín mênh mông, tỏa hương thơm ngát, trên những rừng cây xanh tốt, của nông trường bát ngát bao la tâm trạng anh chiến sĩ dạo dực một niềm tin yêu vào cuộc sống tốt đẹp đang rộng mở trăng đêm nay sáng quá trăng mai còn sáng hơn anh mừng cho các em thiếu nhi được vui tết trung thu độc lập đầu tiên và sung sướng nghĩ rằng ngày mai đây những tết trung thu tươi đẹp đầy đủ hơn nữa sẽ đến với các em